hôm nay thứ ba ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 và buổi chiều hôm nay thì em xin được gửi tới các bác một bộ ghế guột rơi bàn tròn cũ lối cổ chất liệu bằng gỗ cụ ta Quảng Bình các bác nhá và bộ này thì đơn vị bên em vừa siêu tầm được cũng như đã xì sát hoàn thiện lại rất là bóng đẹp rồi và bộ ghế gồm 7 món 4 ghế đơn một bàn và hai đôn con và đây là hình ảnh tổng thể của bốn chiếc ghế đơn em sẽ quay chi tiết cho các bác xem nhé dáng ghế nhìn xa rất là đẹp các bạn hàng siêu kỹ luôn còn vào phần ván mặt đây vần gần sắc lét tôm gỗ mịn chất gỗ giả đanh luôn Đấy, em quay rất chi tiết và thực tế và tư yếm lên mặt vần gần như nhau Đấy, và lên trên vách đây các cái đường ống làm rất là tròn rơi cắp thọ và xuống tay ghế cũng vần gần sắc lét luôn các bạn ạ và toàn bộ gỗ của bộ ghế này đều xỉ hộp cật không rác dập cong vênh mối mọt gì cả Đấy, em quay rất chi tiết và rõ ràng ở trên video Đấy, các bác xem là các bác tự đánh giá nhé còn thì chất đá là chất đá tàu đá vân tự nhiên đá trung quốc được uh, tuyển chọn kỹ lưỡng chăm chấm như nhau bốn ghế từ gỗ đến đá kỹ thuật làm không có điểm gì để chê các bác nhé Còn ở trên đục rơi cấp thọ Rơi cấp thọ vô cùng là ý nghĩa và tuyệt vời Và bộ ghế này em bán với giá là 45 triệu Để cho các bác siêu tầm các bác nhé Vô cùng là êm và hợp lý Để sở hữu cái bộ ghế nó đẹp đến mức như này Và đây là dáng bàn Đấy, Dáng bàn trần cong rất đẹp Yếm thì được đục thủng ngũ phúc Trên mặt bàn đá cũng vân đẹp tuyệt luôn Đấy, đá thì dày hai phần đậu các bác nhé đá bàn còn thì kích thước của bộ ghế này là bàn là đường kính 90 cao 76 còn sang hai bên đôn này đôn tròn đường kính 35 cao là 46 các bác nhé Đấy, gỗ cũng rất chi là đẹp luôn còn ghế đơn là ngang 62 cao đến đỉnh ghế là 1 m 12 chiều sâu trong lòng sử dụng ngồi là 45 và cao đến mặt sử dụng là 47 các bác nhé và các cái ván ghế này đều là dày một phân rưỡi các bạn và cũng rất lâu rồi em mới sưu tầm được bộ ghế gụ ta nó đẹp như bộ này đấy chất gụ ta thì nó rất là bóng và trong chất các bác nhé và hiện tại bộ ghế này em đang trưng bày tại cơ sở đồ gỗ Bùi Tuấn địa chỉ khu vệ lăng cây sung thị trấn Phùng huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội và các bác có thể đến trực tiếp tận nơi để xem các bác nhé và em rất cảm ơn các bác